Hello, xin chào tất cả các bác nha. Hôm nay bên em về được một bộ Sennheiser 100G3 đầu 835 ha. Bộ này còn nguyên hộp luôn nha. Hàng đã qua sử dụng nha các bác, nhưng mà cũng còn rất là mới, còn nguyên hộp các bác ha. Giá bộ này là 9,8 triệu nha các bác. Mai mùng 1 nên là giá 9,8 triệu là giá lấy lọc nha. Nên là các bác nào có nhu cầu thì chốt em này ngày mai nha, giá là 9,8 triệu. Đây, hàng còn nguyên hộp nha các bác. Đây ha, 100G3, đầu là đầu 835 nha, nguyên hộp nha. Rồi, đây cái hộp của nó nha các bác. Đó, trong đây ha. Thì nguyên hộp này có bao gồm là receiver đây ha, tai mic nằm đây này, hai viên pin mà em không test là hai viên pin này còn pin hay không nữa. Rồi chống lăng thì chắc 6 ly là em tặng kèm ha. Rồi ở đây nó có cái adapter Sennheiser auto volt ha. Rồi anten nằm đây ha, và đặc biệt là cái này nó có hai cái lỗ tai. Đây, hai cái lỗ tai, hai bắt lỗ tai ha. Này là rất là êm ha. Đó, hai cái lỗ tai. Đây các bác xem tai mic ha. Đầu 835 nha các bác. Đây, hàng rất là đẹp nha. Tai mic cũng rất là đẹp. Đầu là đầu 835 nha, giá là 9,8 triệu nha các bác. Và đặc biệt một cái nữa là bộ này là made in Germany luôn nha, được sản xuất ở Đức luôn. Đó. Design and made in Germany. Trăm cờ ba ha, và được sản xuất ở Đức nha các bác. Tai mic ha, tai mic rất là đẹp các bác ha. Rồi. Sao tháo cái đầu thu lên đây. Đây. Rồi, đây cái đầu thu nha. Đây, đầu thu cũng rất là đẹp nha các bác. Đó, 103 ha. Đây phía sau đầu thu. Đầu thu thì được sản xuất ở Mỹ nha. Đó. Riêng tai mic là được sản xuất ở Đức nha các bác. Tai mic và đầu mic là sản xuất ở Đức. Còn receiver là sản xuất ở Mỹ nha. Đó. Đó, nguyên bộ ha. Giá là 9,8 triệu nha các bác. Giá lấy lọc ngày mai, ngày mùng 1 nha. Giá 9,8 triệu. Rồi, cam kết các bác là hàng chuẩn, hàng chính hãng ha. Nguyên riêng, chưa qua sửa chữa nha các bác. Hàng rất là đẹp nha. Giá rất là hợp lý, giá 9,8 triệu cho bộ này ha. Sennheiser 100G3 đầu 835 ha. Giá 9,8 triệu. Rồi, các bác nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ ha. Em sẽ để số điện thoại của em trên phần mô tả của video. Rồi, cảm ơn các bác. Xin chào và hẹn gặp lại.